SBS tiếng Việt. Em tên là Nguyễn Bá Quân. Hiện tại thì em đang là sinh viên năm 3 ở đang học theo học tại trường Đại học Xây Sông ở thủ đô Seoul ạ. Hiện tại thì Bá Quân nói là Bá Quân vẫn đang còn sống ở Hàn Quốc nhưng mà đang có cái kế hoạch chuẩn bị về Việt Nam. Lý do vì sao như vậy hả Quân? Thực ra thì từ cái lúc mà bắt đầu dịch ý chị ạ, thì là ai cũng phân vân là nên ở hay về. Thì em cũng phân vân rất là nhiều ngày, mọi người cũng ở gia đình, tức là em cũng có hỏi ý kiến gia đình thì gia đình cũng rất là ủng hộ nếu em có quyết định đi về. Nhưng mà thực ra em cũng không phải là quá sợ hãi về bệnh dịch, bởi vì Seoul đến hiện tại nó vẫn khá là an toàn. Nhưng mà cái quyết định chính xác nhất để em quyết định đi về đó chính là bởi vì hôm nay em nhận được tin nhắn từ chính phủ Hàn Quốc rằng là cái khu vực em làm ở ngay cạnh chỗ em làm có phát hiện người bị nhiễm bệnh, thế nên là em về. Em không nghĩ gì nữa, em về. Cái khu vực đó tên là gì hả Bá Quân? Nonhyantung và Tehran Lom. Như chị được biết là cái tâm dịch nó xảy ra ở thành phố Daegu đúng không? Nhưng mà những cái thành phố này thì nó đều xa Seoul chứ nó không có phải là gần ở Seoul. Dạ không chị ạ, một cái Daegu thì nó khá là xa Seoul, còn một cái thành phố còn lại thì nó cũng biên rìa ngoài Seoul như chị ạ. Ở trong nước thì thấy là đường phố rất là vắng vẻ, rồi mọi người nói là cái khẩu trang thì rất là tăng giá. Thì là một người sống ở Hàn Quốc thì em thấy những cái việc này nó có đúng không và nó đang xảy ra như thế nào? Em không ở khu vực tâm dịch thì em không rõ ở trời đấy nó sẽ như thế nào, nhưng mà ở khu vực Seoul thì ở khu vực chỗ em sống và khu vực chỗ em đang làm việc thì đúng là lượng người đi ra ngoài đường có giảm bớt. Và đặc biệt là bây giờ chị sẽ cảm thấy là chị sẽ không có người nước ngoài nào đi ra ngoài đường hết, và chủ yếu nếu có ra ngoài đường sẽ là người Hàn Quốc. Và đặc biệt là những cái khu ăn nhậu, đặc biệt là những khu nhậu và những khu tụ điểm vui chơi thì người Hàn Quốc hiện tại còn ra đường nhiều hơn cả ngày trước nữa chị ạ. Lý do vì sao? Tại vì mọi người không đi làm, không đi học hay sao? Không, thực ra là kiểu công ty thì không cho nghỉ việc thì những người đi làm thì vẫn phải đi làm thôi, nhưng mà đi làm thì người ta vẫn sẽ cố gắng duy trì công việc. Nhưng cái đặc điểm của người Hàn Quốc là người ta hay thích nhậu nhẹt và người ta thích hút thuốc. Thế nên là vẫn sẽ có rất là nhiều chỗ mà người ta vẫn tụ năm tụ ba là người ta hút thuốc lá, thậm chí là hút thuốc lá và khạc nhổ bừa bãi rất là nhiều. Rồi là những bác lớn tuổi thì vẫn rất là bây giờ vẫn đi tụ tập uống rượu rất là bình thường chị ạ. Em đi làm em có hỏi một vài người lớn tuổi thì họ bảo là thực ra thì họ cũng không sợ chết. Và nếu như phải chết thì bây giờ cái thời điểm này thì họ đang tận hưởng cái ngày cuối cùng thì họ vẫn phải cố tận hưởng. Như vậy tức là cái thái độ của người dân cũng khá là bàng quan, đặc biệt là những người lớn tuổi trước cái bệnh dịch này, mặc dù là cái con số người nhiễm bệnh ở Hàn Quốc đã lên đến hơn 2.000 người rồi. Và cái điều này nó cũng khiến cho những cái người du học sinh hay là những cái khách du lịch, những cái người Việt đang sống ở đó họ cũng lo ngại đúng không? Tại vì khi mà thấy người ta không có giữ gìn thì mình cũng có cái cảm giác bất an là người ta sẽ lây bệnh cho mình đúng không? Đúng rồi chị ạ. Nhất là bây giờ khẩu trang thì rất khó để mua. Mặc dù em làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, cửa hàng thì cũng có thể nhập được một số lượng khẩu trang về, nhưng mà nó chỉ đủ để nhân viên trong cửa hàng sử dụng khi làm việc thôi. Còn không thể có khẩu trang để bán ra ngoài, tất cả tiệm thuốc đều hết khẩu trang. Thế nên là bây giờ người Hàn dù là người ta có muốn ý thức phòng bệnh hay không thì người ta vẫn không có khẩu trang để đeo. Thế nên là khi đi ra ngoài đường nó rất là nguy hiểm chị ạ. Bởi vì trên tàu điện ngầm mặc dù bây giờ đã vắng người hơn rất là nhiều rồi nhưng mà mọi người không có khẩu trang và vẫn cứ thể nói chuyện như bình thường. Sắp tới thì Bá Quân sẽ quyết định là trở về Việt Nam sau khi nhận được cái tin nhắn của chính phủ. Bá Quân nghĩ là ở Việt Nam cái tình hình nó có tốt hơn ở Hàn Quốc hay không nếu mà so sánh về cái việc kiểm soát dịch? Em nghĩ ở Việt Nam mình sẽ tốt hơn bởi vì mọi người đều sẽ được đi cách ly. Có một vài bạn của em thì tức là họ khá là sợ và họ khá là e ngại về cái từ cách ly ấy. Thế là họ cũng không muốn về, nhưng mà em thì em rất là sợ, giả mà chẳng may em bị lây bệnh, em bị dính bệnh mà em về được cách ly tại nhà thì em lây bệnh cho gia đình, em rất là sợ ở đấy. Thế là em muốn được cách ly tập cửa khu tập trung. Và hôm nay em có hỏi một vài bạn đang được cách ly thì họ nói là nếu như mà bay về Nội Bài thì sẽ được sắp xếp ở khu quân sự, nếu không phải là trên Sơn Tây thì sẽ là khu quân sự địa phương và cách ly tập trung. Thế nên là em thực sự rất muốn về. Tức là Bá Quân sẽ đối diện với cái tình trạng là khi mà về Việt Nam này sẽ có thể là sẽ bị cách ly ở khu quân sự chứ không có thể nào về gặp gia đình liền được đúng không? Cá nhân em thì là em muốn được cách ly chứ em không muốn về nhà thẳng lúc đấy. Bởi vì em không thể xác định được là em có bị bệnh hay không, và trong 14 ngày có khả năng là thời gian ủ bệnh thì lại càng nguy hiểm hơn. Vậy thì về phía chính phủ Hàn Quốc họ có hỗ trợ gì cho người Việt của mình hay là du học sinh người Việt của mình đang sống ở Hàn Quốc không? Ví dụ như là đưa ra những cái cảnh báo hay là hướng dẫn hay là khuyến khích về nước? Dạ không, hiện tại thì em đọc báo em chưa thấy có cái khuyến cáo đó. Nó tin nhắn cảnh báo của chính phủ là nó cho toàn bộ những người đang sử dụng SIM Hàn Quốc luôn. Là chị cứ dùng SIM Hàn Quốc sẽ nhận được cái tin nhắn vậy. Với cái tình hình hiện tại như vậy á, thì Bác Quân có nghĩ là sẽ tiếp tục cái việc học tập ở Hàn Quốc trong thời gian gần không? Hay là em vẫn chưa có một cái kế hoạch nào rõ ràng trong thời điểm hiện tại?
em vẫn sẽ tiếp tục học tập chữa trị ạ, bởi vì em cũng chỉ còn có 1,5 năm là tốt nghiệp rồi, thế nên là nếu bây giờ bảo lưu thì về nhà với tình hình này thì ngoài cách ly ra thì với một người đi về từ vùng dịch như em thì việc tìm việc làm trong khoảng thời gian 1 năm ở Việt Nam rất là khó, nhất là em còn chưa có kinh nghiệm và không có bằng cấp gì, thế nên là nếu như bảo lưu thì nó cũng sẽ là rất là một cái gánh nặng. Thế nên em nghĩ là em sẽ về, trước tiên là em sẽ về cách ly 1 tháng và theo dõi tình hình ở bên này, sau 1 tháng thì em sẽ quay trở lại và nhập học bình thường. Em cũng có theo dõi thì thấy mọi người cũng bảo là bây giờ về Việt Nam cũng rất là bất cập, và ra sân bay rồi tụ tập, tức là ra sân bay rồi đợi chờ thì sẽ có một cái khu cách ly riêng ấy, thì rất là nhiều người rồi chờ mòn mỏi các thứ rất là nhiều. Nhưng mà em nghĩ em khuyên là nếu có khả năng thì các bạn cứ nên về, bởi vì mặc dù Hàn Quốc họ vẫn sẽ hỗ trợ nếu như mình có bị bệnh, nhưng vì là người nước ngoài và ở nước sở tại thì tất nhiên nó sẽ rất là bất cập về ngôn ngữ, thế nên là tốt nhất là cứ về. Chào chị và chào các bạn khán giả. Thì hiện tại thì em đang học tập và sinh sống tại Seoul, học tại trường Đại học Dongguk, và em đang học thạc sĩ được 2 kỳ rồi và còn 2 kỳ nữa. Đến ngày hôm nay em cập nhật thì hiện tại tình hình bệnh dịch ở bên này là gần 3.000 người rồi. Em thì em quyết định là sẽ ở lại đây. Thực ra là 2 tuần nữa là em sẽ khai giảng, nếu mà theo đúng dự định của trường là 2 tuần nữa là em sẽ khai giảng. Nói là sợ thì cũng không phải, sợ cũng muốn về, thế nhưng mà em nghĩ rằng là em thì ở Seoul cách xa khá xa tâm dịch ở Daegu và Gyeongbuk, thì hiện tại ở chỗ ở Seoul một em là tầm 65 người là đang mắc bệnh. Với bản thân em thì em nghĩ rằng là mình tự bảo vệ bản thân mình này, đi ra ngoài để phải đeo khẩu trang và luôn luôn rửa tay sạch sẽ. Bên cạnh đó thì em cũng không tụ tập nơi đông người, và trừ khi phải đi ra ngoài thì em mới đi, còn không thì em chỉ ở nhà thôi. Nên em nghĩ là hiện tại tình hình của em thì em sẽ ở lại Hàn Quốc ạ. Không biết là chính phủ Hàn Quốc họ có những cái cảnh báo hay là những cái giúp đỡ gì đối với những cái người ở nước ngoài, ví dụ như là người Việt của mình sống ở Hàn Quốc hay không? Là những tin nhắn cảnh báo từ chính phủ Hàn Quốc đến rất là nhiều, ví dụ như là cảnh báo là không tụ tập nơi đông người này, cảnh báo là có khi còn cảnh báo cả là người bệnh đã đến khu nào rồi để mình tránh, mình không đi đến những cái vùng đó. Và tiếp thêm đó nữa là chính không chỉ là ở chính phủ Hàn Quốc, mà kể cả chính phủ Việt Nam mình, hay là đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc, hay là hội sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc, thì luôn luôn là có những thông báo đến cho bọn em là nên tự bảo vệ bản thân này, không nên quá lo lắng này, không nên quá là tin vào những cái thông tin mà không chính xác ạ. Những cái du học sinh mà từ Hàn Quốc mà trở về Việt Nam mà ví dụ mà đến Nội Bài thì sẽ bị cách ly khoảng 14 ngày ở một cái trung tâm quân sự. Thanh Nga ở bên đây thì Thanh Nga nghe tin những cái người bạn của mình về Việt Nam bị cách ly rồi, những cái thông tin đó Thanh Nga có cập nhật thường xuyên không? Đã có ạ. Thì bởi vì thực ra là cùng một bạn người Việt học cùng em thạc sĩ, thì bạn ấy cũng mới về ngày hôm qua. Những cái người bạn của em ở trên Facebook ấy ạ, thì cũng có cập nhật tình hình là về Việt Nam và phải cách ly 14 ngày. Thì thực ra thì em thấy là cái việc mà Việt Nam mình làm như vậy là rất là đúng và rất là hiệu quả. Bởi vì là như ở bên này thì có những trường hợp như vừa rồi bệnh dịch bùng phát nhanh như vậy, bởi vì là có một trường hợp là có một người người ta bị nghi ngờ là mắc bệnh, nhưng mà bệnh viện đã không làm mạnh là phải ở lại, phải cách ly, và cái người đấy đã đi ra bên ngoài. Chính vì vậy mà bệnh tình mới lan rộng và lan nhanh như vậy, rất là hợp lý và rất là hiệu quả. Theo như Bích Ngọc được biết ở Seoul thì họ vẫn đi làm bình thường, và vì họ có cái thói quen là họ ăn nhậu, họ vẫn tụ tập ở những cái địa điểm rất là đông người để nhậu nhẹt, để hút thuốc lá. Tức là người dân Hàn Quốc ở Seoul chẳng hạn thì họ suy nghĩ như thế nào về cái bệnh dịch này? Em thì cũng có một số người bạn là người Hàn và cũng đều ở Seoul hết, thì theo em thì đa số là những người Hàn thì họ sẽ họ không nhất là những người mà ở sống ở Seoul thì họ không quá là lo lắng cái tình hình bệnh dịch này. Thì thực ra là em cũng không hiểu tại vì sao mà họ có cái động lực nào mà họ lại không quá lo lắng như thế, nhưng mà trong một số những người bạn đấy thì cũng có một số người bạn là cảm thấy lo lắng và luôn luôn nhắc cái nhở em là không nên đi ra ngoài này, không nên tụ tập. Thì theo em nghĩ là số đông những người ở Seoul bây giờ, và nhất là những người trẻ ạ, thì họ vẫn là đang không quá sợ và họ vẫn kiểu như là sinh hoạt rất là bình thường ấy ạ. Ý là một số bạn du học sinh Hàn Quốc mà trở về Việt Nam vào thời điểm hiện tại thì ngoài cái việc bị cách ly ra thì cũng chịu cái sự kỳ thị phần nào, có người thì ít, có người thì nhiều từ phía cộng đồng. Thì Thanh Nga có nghe những cái câu chuyện tương tự từ những cái người bạn của mình khi mà trở về Việt Nam bị kỳ thị hay là bị lánh xa vân vân không? Ra thì em cũng nghe mọi người nói là
Khi mà thấy những người bạn của mình ở Hàn Quốc về á, thì các bạn cũng có nói là sợ rằng là những người sợ chính họ chính những người mà từ Hàn Quốc về, sợ rằng nhỡ đâu chẳng may mình bị bệnh có thể lây cho người nhà mình hay là lây cho những người Việt Nam. Thì theo em nghĩ rằng là đấy là một cái tâm lý chung thôi ạ, bởi vì là tự nhiên như ở đợt vừa rồi ở Hàn Quốc cũng vậy, tự nhiên đón những cái người ở Trung Quốc ở tâm dịch về thì họ cũng cảm thấy rằng là xa lánh và cảm thấy rằng là bị kỳ thị. Nhưng mà đối với em nghĩ rằng là đấy là một cái tâm lý bình thường và mình cũng hiểu cho những cái bạn mà có những cái tâm lý như vậy. Và ngay cả những cái bạn mà từ Hàn Quốc về, chính các bản thân các bạn cũng tự giác rằng cảm thấy rằng là mình có thể có nguy cơ bị bệnh nên họ chấp nhận là mình cách ly 14 ngày. Thì em mong là tất cả những người ở Việt Nam và những cái người từ Hàn Quốc trở về thì đồng lòng rằng rằng là nếu mà có bệnh hay là nếu mà cần phải cách ly thì là cách ly, nhưng mà mong rằng mọi người sẽ không quá là kỳ thị hay là quá là lánh xa nhau là được ạ. Rất là cảm ơn Thanh Nga đã dành cho SBS Radio cuộc phỏng vấn này. Cảm ơn Nga. Dạ, em cảm ơn chị ạ.